Xin chào anh em, video hôm nay sẽ quay trở lại với cả thị trường sau Tết. Thì hiện tại bây giờ đang là tuần 3 của tháng 2 thì nến tuần khá là đẹp. Như ở phân tích trước mình đã nói thì cái nến Doji này nó cắm quay trở lại cái mặt mây khá là đẹp. Thì đấy, cái mặt mây nó cái kháng cự khá là mạnh, sau một thời gian mà day dí quanh đây thì bây giờ nó break lên hai cái nến rất là tốt. Thì dự của mình là cái tuần này, tuần thứ ba này nó sẽ là một cái nến xanh nữa lên vùng 5-5-6, nó một cái nến thân xanh thân to, tuy nhiên là nó sẽ ngắn dần lại giống như là đây, một cái thân này 15% này, thân này, thân thứ hai này cũng xanh to nhưng mà nó sẽ ngắn dần lại. Thì cái tuần thứ ba này mình dự là nến xanh nó sẽ lên được khoảng vùng 5-5-5-6 đến khoảng đây, và đến tuần thứ tư thì cái nến đó nó sẽ có thể là một cái nến xanh ngắn hơn, hoặc là đến lúc đóng nến cuối tuần thì nó sẽ trở thành một cái nến xanh thân ngắn, hoặc như thế nào đó, một cái nến xanh thân ngắn hoặc là đỏ thân ngắn, và nó sẽ sideways ở quanh cái đỉnh 5-5-3 đến 5-6 này. Tại đây nó sẽ thiết lập cái vùng tại đây nó sẽ thiết lập cái vùng hỗ trợ ở quanh đây. Nếu mà thị trường vẫn là tốt đẹp và chúng ta nhìn thấy altcoin rồi, thị trường vẫn còn gọi là có sức mua, vẫn có sức đỡ, nó sẽ sideways ở quanh đây. Sau đó thì tùy vào cái chỗ này nó sẽ chạy mô hình hay là MACD như thế nào đó thì mình sẽ xem tiếp là nó có thể lên không. Còn tại đây mà nó sideways dần xuống, nó không sideways lên hoặc sideways ngang được mà nó sẽ đi dần xuống ở cái nến thứ tư này, nó thân bé này bắt đầu sideways dần dần xuống, thì có thể nó sẽ quay trở lại cái vùng 45 40 44 đến 45, và có thể là cái đỉnh này sẽ là cái đỉnh của tháng 2 và tháng 3 đến tháng 4 heavy, đúng không? Thì tháng như mình vẫn nhận định thì là nó sẽ có thể nó sẽ tạo một cái đáy trước trước heavy. Thì cái vùng mà mình chờ đợi nếu như nó test về thì là ở cái khoảng 36 đến 38, 35 đến 38, ở cái khoảng này trước khi bước vào heavy. Đó, ok, ở cái MA200 của khung D trước khi bước vào heavy, và nó sẽ tạo cái đáy đó, và nó sẽ tạo cái đáy trước heavy, và đến qua heavy thì nó sẽ phục hồi. Thì nó rơi vào khoảng tháng 5, tháng 6 ở cái vùng này, thì nó sẽ rơi tạo một cái đáy ở cái vùng này, đi qua heavy khoảng gần đến cuối năm, khoảng quý 1, quý 2, cuối quý 2, và nó sẽ cuối năm nay và đầu quý 1 năm 2025 như cái video nhận định dài hạn của mình đó. Thì nó sẽ tạo cái đáy ở khoảng vùng kỳ vọng là 35-38 thôi, còn chưa biết là nó về được hay không, hay là 40-42, lúc đấy thì mình sẽ nhìn chặt, mình sẽ tính sau, nhưng mà nó là cái nhận định của mình là như vậy. Tạo đáy ở đây và đến khoảng quý 1 năm sau thì cái đỉnh 60.000 này thì nó sẽ break thôi. Nó sẽ chạy giống như có một cái chart của con nào đấy, hiện tại bây giờ đang chạy đúng cái mô hình mà vừa vai đầu vai vừa cái mô hình cup này. Đó, nó sẽ kiểu như vậy. Thì nói chung là nhìn cái xu hướng chung thì nó rất là bullish. Thì cái tuần này thì thoải mái là chơi ăn coi tiếp thôi. Số thứ 3 đã break rồi thì lên cái vùng 600 này. Vùng 600 này thì xem xét sẽ là chốt dần ăn coi. Nó đẩy lên cái vùng 600 này thì tương đương với mid khoảng cũng khoảng 5556, sau đó sẽ test lại vùng 500 thì như mình nhận định thì nó về tạo cái đáy 35 đến 38 trước heavy. Sau đó thì sẽ là đi lên cuối năm nay hoặc đầu năm sau là 100.000 thôi. Thì nói chung là đến tuần này các bạn chơi thì thoải mái, rất là đẹp. Những cái kèo mình đã đưa là đều rất là ổn, đang rất là ổn. Story này, Sushi này, Energy này thì cái sóng 4 nó tạo name này thì nó vẫn đang đi rồi, thì vùng này thì vẫn có thể mua được. Còn khi mà nó đã break, nó xác nhận cái những cái nến xanh ở lực mua rất là tốt này rồi thì gồng lên vùng X2, vùng lên X2 được. Ở clip trước mình cũng đưa cho mọi người ba con là ICB Link và IMX, và kéo lướt Avat. Kéo lướt Avat này mua ở 33 này thì rất là ok rồi, chờ nó chạm TB thôi. IMX như phân tích ở trước cái vùng này đã break name, test lại rồi, mua đang theo lý thuyết Dow thì nó sẽ xu hướng tăng, sẽ tiếp tục vượt phá đỉnh ảnh không. Thì ở cái giá này mua và đi xe về chưa đến 10%, khoảng 7%, 1.95, 1.96, cắt lỗ dưới 1.88 quá là sát rồi, ok rồi, được mây rất là dày đỡ. Và sau đó gần X2, Linh
Linh kéo ăn Tết cho bắt từ 14 rồi. Và hiện tại đang là 17 gần 18 thì với cái sóng 4 này thì nó đang đi lên như mình nói đúng không? Có phân tích đó 1 2 3 4 thì sóng 5 này nó lên được khoảng 21 23. Cái khung tuần thì nó target của nó vẫn là cái vùng Fibo, hai vùng Fibo này. Và ở cái góc mây này nó rơi vào khoảng 21. Nên là mua ở 17 đi xem 16 ok. One week later. Cũng gần chạm TP ở cái vùng góc mây này. 19 đến 21. ICB đoạn này cũng chờ break thì lên, sáng nay soi được ba con này thôi đã break trend rồi, đang tích lũy ở đây. Nến tuần đang tích lũy ở quanh cái MA 200 mà đi ngang này thì nó tích lũy thêm ở trên đây và đi lên thoải mái, lực lên rất là tốt. Đó thì là tuần 3 của tháng 2 này. Xin chào mọi người.